những thế giới xa xôi dưới cái nhìn một người nghệ sĩ. Những hành tinh quay xung quanh các mặt trời khác. Sự sống ngoài trái đất chỉ là chuyện hoang đường hay không hẳn vậy? Liệu có tồn tại các dạng sự sống bậc cao ngoài trái đất ở những miền xa thẳm trong vũ trụ này? Các nghệ sĩ vẽ tranh về các thế giới xa xôi, còn khoa học thì tìm kiếm chúng. Sa mạc Atacama ở Chile, trên đỉnh ngọn núi La Silla, cao 2.400 mét, các nhà thiên văn đang nghiên cứu vũ trụ sử dụng kính viễn vọng của Tổ chức Nghiên cứu Thiên văn Châu Âu tại bán cầu Nam. Họ tìm kiếm các hành tinh quay xung quanh các mặt trời xa xôi và cách rất xa thái dương hệ của chúng ta. Các nhà thiên văn học đã tìm thấy những hành tinh lạ, các thiên thể quay xung quanh một mặt trời cũng giống như trái đất, sao Hỏa hay sao Kim. Các ngoại hành tinh tồn tại rải rác khắp vũ trụ. Vậy có phải hệ mặt trời của ta chỉ là một trong vô vàn những hệ mặt trời khác trong vũ trụ? Và những hành tinh xa xôi đó trông chúng thế nào? Có sự sống tồn tại hay không? Biết đâu thậm chí có cả những sinh vật thông minh tiến bộ. Liệu có một trái đất thứ hai nằm đâu đó ngoài kia không? Hay cuối cùng chúng ta vẫn đơn độc? Kể từ năm 1992, các nhà khoa học đã biết rằng có những hành tinh quay xung quanh các mặt trời khác. Tìm ra bằng chứng về sự tồn tại của chúng là một trong những thành tựu thiên văn vĩ đại nhất những thập kỷ vừa qua. Từ đó đến nay, đã xác định được hàng trăm các ngoại hành tinh. Một nửa số đó tìm được là nhờ kính thiên văn trên núi La Silla. Nhưng đường kính của nó chỉ có 4 mét, nghĩa là còn chưa được coi là cỡ trung bình theo tiêu chuẩn quốc tế. Điều đáng kinh ngạc là chỉ nhờ kính viễn vọng thông thường, các nhà thiên văn ở đây đã chứng minh được rằng hệ mặt trời của chúng ta không phải là độc nhất. Với những nhà nghiên cứu như Francesco Pepe đến từ Đại học Geneva, điều đó cũng làm dấy lên câu hỏi liệu trái đất có phải là độc nhất. Tôi không cho rằng trái đất của chúng ta là duy nhất. Có hàng tỷ ngôi sao trong vũ trụ này. Chắc chắn ở nơi nào đó sẽ có hành tinh tương tự như trái đất. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm hiểu số lượng thiên thể khổng lồ này và dài hơi hơn là tìm ra một hành tinh giống với trái đất của chúng ta. Cuộc truy tìm trái đất thứ hai đã bắt đầu. Cho đến bây giờ, các nhà thiên văn học tại La Silla mới chỉ tìm được các hệ mặt trời nằm trong thiên hà của chúng ta. Trái đất, sao Hỏa hay Core đều có họ hàng ở những nơi đó. Tuy nhiên, khác biệt giữa chúng lại rất đáng kể. Một số nằm khá gần sao trung tâm, sau một vòng quay chỉ cần chưa tới 2 ngày trái đất. Một số khác nằm xa hơn, mất hơn 10 năm mới quay trọn một vòng. Vài năm trước đây thôi, kính thiên văn không thể quan sát được những ngoại hành tinh này. Nhưng việc đo đạc và tính toán đã cho phép ta biết được chính xác sự tồn tại, cũng như kích cỡ, quỹ đạo của chúng. Tuy nhiên, các phương pháp này không cho ta biết liệu có sự sống trên đó hay không. Và bên cạnh đó, điều kiện nào phải được đáp ứng thì các loài sinh vật như ta đã biết mới có thể sống sót. Tại sa mạc Atacama, rất gần với đài thiên văn, các nhà khoa học đang chú tâm giải câu hỏi này. Hiếm nơi nào trên trái đất có điều kiện khắc nghiệt như nơi đây.
Nhà sinh vật học người Nga Anna Gorbushina đang nghiên cứu ranh giới phân chia sự sống với phi sự sống. Ranh giới này chắc chắn cũng hiện diện trên các hành tinh khác, dù trong hệ mặt trời của ta hay trên các ngoại hành tinh. Anna Gorbushina đã lấy mẫu đất tại nhiều địa điểm và tìm kiếm vi sinh vật sống trong đó, cạnh bờ biển, ngoài rìa sa mạc và nhiều nơi ngay trong sa mạc, ví dụ như ở nơi này, thung lũng mặt trăng. Vậy sự sống có sức chịu đựng như thế nào? Mẫu ngoài bờ biển có đầu nấm, tảo, đệ y và các loại vi khuẩn. Đầu ống này là công cụ giúp ta so sánh kích cỡ. Ngoài rìa sa mạc, sinh vật ít phức tạp hơn. Đây là địa y, một thể cộng sinh giữa nấm với vi khuẩn hoặc tảo. Vẫn có vi khuẩn ở ngay giữa sa mạc, khoảng 30cm sâu trong lòng đất. Chúng phân hủy các xác cây mà gió mang đến. Và trên bề mặt có nấm, các tế bào nấm men đen. Thức ăn của chúng cũng là xác thực vật hoặc phấn hoa. Dường như chỗ nào trên sa mạc cũng có sự sống. Nhưng điều đó không đúng. Đá bề mặt thung lũng mặt trăng không hề có sự sống. Không có lấy một con vi khuẩn. Cũng không có thức ăn trên bề mặt. Vậy, ở dưới bề mặt này có gì cho các loài vi sinh mà ở trên không có? Điều gì quyết định ranh giới chia tách sự sống với phi sự sống tại sa mạc Atacama này? Máy đo cho thấy bức xạ cực tím ở mức rất cao, nhưng chưa đủ sức tiêu diệt sự sống. Về độ ẩm trong đất, bề mặt thung lũng mặt trăng quá khô, sự sống không thể phát triển được. Nhưng dưới bề mặt lại là chuyện khác. Độ ẩm nhanh chóng tăng cao gấp 3 lần trên bề mặt. Điều đó là nhờ có nước dạng lỏng. Những gì bên trên bề mặt không có lại đảm bảo sự sống phát triển ở phía dưới. Vi khuẩn là những dạng sinh vật đơn giản và cổ xưa nhất trên trái đất. Chúng trốn lẩn lút, nhưng sự hiện diện của chúng tại đây khích lệ chúng tôi tiếp tục tìm kiếm sự sống ở dạng vi khuẩn trên các hành tinh khác. Nước dạng lỏng được bảo vệ khỏi bức xạ mặt trời và thức ăn. Điều kiện để sự sống tồn tại trên một hành tinh không dễ được đáp ứng chút nào. Quan sát chính hệ mặt trời cho ta thấy những đặc điểm đặc biệt của trái đất. Lấy sao thủy làm ví dụ, mức nhiệt hơn 400 độ C khiến nước không thể tồn tại ở dạng lỏng, nên sự sống cũng không tồn tại. Bức xạ từ ngoại ở đây nguy hiểm chết người. Chân trời đen kịt cho thấy sao thủy không có một bầu khí quyển che chắn. Cực bắc của hành tinh có những vùng lúc nào cũng tối mịt. Mức nhiệt âm 170 độ C khiến nước nếu có ở đây cũng sẽ đóng đá. Sao thủy rõ ràng không phải là trái đất thứ hai. Vậy còn người hàng xóm gần gũi nhất của trái đất, sao Kim? Không giống như sao Thủy, trên sao Kim vẫn có những ngọn núi lửa đang hoạt động và có thể làm nguồn cung thức ăn cho những dạng sự sống đơn giản. Nhưng với nhiệt độ 460 độ C, bề mặt hành tinh này nóng đỏ. Bức ảnh này được chụp từ một vệ tinh thời Xô Viết. Cả hành tinh bị bao phủ trong một lớp khí quyển đặc quánh, đầy những đám mây axit sulfuric. Rõ ràng sự sống cũng không thể tồn tại trên sao Kim. Trở lại với trái đất. Phần lớn diện tích sa mạc Atacama lại tương đồng với hành tinh láng giềng khác, sao Hỏa.
cấu tạo đất cũng tương tự. Thế nên, việc không có nước thể lỏng và không được che chắn khỏi bức xạ từ ngoại khiến sa mạc Atacama là đối tượng lý thú với những người nghiên cứu sao hỏa như Anna Gobushina. Những điều kiện ở nơi này như là nhiệt độ, bức xạ, tất cả đều ở mức giới hạn cao nhất và còn có sự dao động. Vì thế, sinh vật sống ở đây phải chiến đấu với những thay đổi đó. Sự tương đồng của sa mạc Atacama với những thông số trên sao hỏa đã khiến nơi này rất thích hợp với những cuộc thí nghiệm liên quan đến việc tìm kiếm sự sống và thử nghiệm các thiết bị sẽ được đưa lên dùng trên sao hỏa. Từ lâu sao hỏa đã được cho là nơi tiềm năng nhất trong hệ mặt trời, có thể tìm thấy sự sống ngoài trái đất. Những bức ảnh chụp bề mặt sao hỏa với nhiệt độ âm 60 độ, sao hỏa hiện lên khô cạn và lạnh cứng. Nhưng không phải lúc nào nó cũng như vậy. Trong quá khứ, hẳn nó đã giống như trái đất. Những lòng sông khô cạn chứng tỏ rằng trước đây nơi này đã từng tràn trề nước. Sao hỏa cũng đã từng có những núi băng khổng lồ. Bầu khí quyển trước đây đặc hơn nên nhiệt độ cao hơn. Và dù cho nhiều khả năng là đã có rất nhiều nước, nhưng không có một hóa thạch sự sống nào xuất hiện. Hiện nay trên sao hỏa vẫn có nước, nhưng ở thể băng đá nằm ở các cực. Những năm gần đây, người ta phát hiện ra các mỏ nước nằm gần xích đạo, sâu bên trong lòng đất. Nếu tất cả diễn ra đúng kế hoạch, thì năm 2011, một robot châu Âu sẽ tìm kiếm nước và dấu vết sự sống nơi chưa cuộc tìm kiếm nào từng diễn ra trước đây. Ngay dưới bể mặt, ở độ sâu khoảng 1,5 mét. Nói cách khác, chính là nơi mà sự sống tồn tại sa mạc Atacama, Chile. Nhiệm vụ này sẽ là cơ hội cuối cùng để tìm ra bằng chứng chứng minh trước đây đã từng có sự sống trên sao hỏa. Trong cuộc tìm kiếm sự sống ngoài trái đất, các nhà thiên văn học đang mong muốn đạt được một bước tiến to lớn ngay tại nơi đây, tại sa mạc Atacama này, bằng kính viễn vọng tối tân nhất thế giới, kính viễn vọng rất lớn. VLT for short. Dựa vào những bằng chứng gián tiếp cho thấy sự tồn tại của các ngoại hành tinh được cung cấp bởi những cái kính thiên văn nhỏ hơn, các nhà nghiên cứu như Michel Stasik hy vọng sẽ khiến những nơi xa xôi trong vũ trụ phải hiện hiện trước ống kính của kính viễn vọng rất lớn. Các kính viễn vọng bắt đầu được mở vào ban đêm. Ngày làm việc của Stasik bắt đầu ngay trước lúc hoàng hôn. Kính viễn vọng này hướng đến mục tiêu là bắt được ánh sáng không chỉ từ một ngôi sao mà là từ các hành tinh quay quanh nó. Vì Stasik và đồng nghiệp muốn chụp được những bức hình thật của các ngoại hành tinh. Nhưng những gì bạn xem sau đây sẽ cho thấy đó thật sự là một nhiệm vụ bất khả thi. Một chuyến bay xa khỏi hệ mặt trời chúng ta. Đầu tiên là các hành tinh trong cùng biến mất. Sau đó là trái đất, sao hỏa, rồi các hành tinh khí ở ngoại biên. Tất cả những gì nhìn thấy được từ xa chỉ là mặt trời, ngôi sao trung tâm rực sáng của chúng ta. Những ngôi sao xa xôi có thể được quan sát rất dễ dàng. Các hành tinh ở xa thì không. Hiện tại, những nhà nghiên cứu đang tập trung vào những hệ mặt trời rất trẻ. Đây là nơi sinh ra các ngôi sao và các hành tinh. Một bức ảnh chụp bởi kính viễn vọng Hubble. Tại trung tâm là một ngôi sao mới ra đời, bao quanh bởi một đĩa bụi. Chính vật chất chứa bên trong cái đĩa đó đã hình thành nên các hành tinh.
ngôi sao sơ sinh kia sẽ co nhỏ lại và tỏa sáng mạnh hơn. Các hành tinh cũng co lại, thế nên chúng cực kỳ nóng. Bức xạ nhiệt từ một hành tinh mới sinh mạnh gấp hàng nghìn lần bức xạ tỏa ra từ trái đất. Điều này khiến ta có thể quan sát được chúng. Bức ảnh đầu tiên chụp một ngoại hành tinh. Bức ảnh hồng ngoại này được chụp vào năm 2004. Ngôi sao mẹ là một ngôi sao lùn nâu, đang ở giai đoạn giữa một ngôi sao với một hành tinh khí khổng lồ. Ngoại hành tinh chỉ nhìn thấy được là vì nó quá nóng, gần 2.000 độ C. Những nhà nghiên cứu nhắm đến mục tiêu là quan sát được các hành tinh nguội hơn. Những thiên thể này, nhiệt độ bề mặt chỉ có 1.000 độ C. Với một kính thiên văn đường kính cỡ một sân bóng đá, người ta hy vọng rằng kính thiên văn siêu lớn sẽ giúp họ quan sát được những thiên thể ở nhiệt độ thấp hơn. Ngoài việc có thể thấy được một người đứng vẫy tay trên mặt trăng, kính thiên văn siêu lớn cũng sẽ cho ta kết luận chính xác thành phần cấu tạo nên khí quyển một hành tinh. Thông số cho biết liệu hành tinh đó có thể hỗ trợ sự sống cho trái đất hay không. Nhưng người ta không thể cấp tiền cho một kính thiên văn khổng lồ như thế được. Nên thay vào đó, Tổ chức Nghiên cứu Thiên văn Châu Âu, Nam Bán Cầu, dự tính dựng một kính thiên văn đường kính 40 mét. Nhưng điều kiện nào sẽ cho phép sự sống được phát triển trên các hành tinh khác? Những điều kiện tại các mạch phun nước nóng tại vùng Tây Bắc Atacama cũng tương tự như trên các hành tinh trẻ nhiệt độ rất cao. Mạch nước nóng này cung cấp tất cả những gì cần thiết để những dạng sự sống đơn giản và cổ xưa nhất có thể tồn tại. Nước ở dạng lỏng cực kỳ nóng, nhưng dẫu sao vẫn là chất lỏng. Các loại thức ăn đơn giản và ở sâu trong đất, chúng được bảo vệ khỏi bức xạ mặt trời. Và thực tế là vi sinh vật sống ở đây. Archae được biết đến như là sinh vật có thể chịu đựng được nhiệt độ hơn 120 độ C. Vậy sự sống ngoài trái đất có thể sẽ trông thế này tại những hành tinh nóng bỏng nhưng dồi dào nước. Còn đây là hình ảnh có thể thấy trên một hành tinh lạnh giá, nơi nước thường đóng băng. Một dạng sự sống ngoài trái đất cũng có thể được phát hiện trong băng tuyết. Ở đây nữa, chúng ta đang nói về những loài vi sinh vật. Trên trái đất, các loài vi khuẩn này sống không chỉ ở vùng cao của Chile mà còn ở tất cả những nơi băng giá, thậm chí cả ở Nam Cực. Những loài vi khuẩn này được gió mang đến từ những vùng khí hậu ấm áp hơn. Đôi lúc, băng phải tan vì vi khuẩn chỉ có thể sinh sôi trong nước. Thức ăn của chúng là phấn hoa, xác thực vật hay chất thải từ tảo tuyết đỏ. Trái đất là hành tinh của các loài vi sinh vật. Chúng chiếm hơn 90% sinh khối toàn cầu. Đó cũng có thể là điều diễn ra ngay trong hệ mặt trời của chúng ta. Trên Europa, một trong những mặt trăng của sao Mộc, bề mặt băng sứt sẹo như thể nó đã vỡ ra nhiều lần. Dưới đó có thể là một đại dương được giữ ở thể lỏng nhờ vào lực sóng thủy triều của sao Mộc. Có thể có rất nhiều vi sinh vật tồn tại ở đó, lấy các hợp chất sunfua làm thức ăn. Vậy, dạng sống ngoài trái đất phổ biến nhất có thể là các vi sinh vật trên một hành tinh. Những dạng sống bậc cao hơn trên bề mặt hành tinh có lẽ là ngoại lệ. Nhà sinh vật học người Chile đang dẫn Anna Kubushina thăm các hòn đảo trong công viên quốc gia Humboldt. Nơi đây nằm không xa bờ biển, nơi sa mạc gặp biển, có rất nhiều sư tử biển. Phải chăng những dạng sống bậc cao xuất hiện trên trái đất chỉ là tình cờ? Các nhà khoa học biết là cần thời gian lâu hơn 3 lần mới tạo ra được các dạng sống bậc cao so với các vi sinh vật và lâu hơn gấp 7 lần với các loài có vú. Vậy có thể nào việc sự sống thông minh
phức tạp phát triển chỉ hoàn toàn là một sự ngẫu nhiên. Một kịch bản thế này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Rất nhiều lần các vụ thiên thạch rơi đã gây nên nạn đại diệt các loài sinh vật. Đây cũng là lý do vì sao khủng long biến mất cách đây 65 triệu năm. Nhưng nghịch lý lại là, thứ có thể hủy diệt sự sống bất cứ lúc nào lại là thứ mang lại những điều kiện để sự sống có thể bắt đầu. Các thiên thạch mang một lượng lớn nước đến trái đất và có lẽ là cả khối hợp chất căn bản tạo nên sự sống, như là amino acid, có thể thậm chí là mang tới chính sự sống nữa. Không có bằng chứng thực tế nào, nhưng nếu không có những nguyên tố vũ trụ này, thì có lẽ sẽ chẳng có sự sống nào trên hành tinh của chúng ta. Vụ va chạm quan trọng nhất là khi một thiên thạch với kích cỡ bằng sao hỏa đâm vào trái đất khi hành tinh của ta còn rất ít tuổi. Từ đó trái đất có một mặt trăng. Nó làm ổn định trục quay trái đất và từ đó làm ổn định khí hậu. Chỉ có các loài vi sinh vật mới có thể chống chọi được những biến đổi khí hậu lớn lao. Nếu không có mặt trăng thì có lẽ cũng không tồn tại sự sống bậc cao hơn. Để sự sống bậc cao có thể tồn tại, cần nhiều điều kiện hơn. Dạng sống càng phức tạp thì càng nhạy cảm. Một ví dụ là chim cánh cụt Humboldt. Vì đã thích nghi với môi trường sống của chúng, nên ta chỉ có thể thấy chúng ở đây, vùng duyên hải phía tây Nam Mỹ. Có lẽ trái đất chỉ cho phép các dạng sống phức tạp như chim cánh cụt hay thậm chí cả con người được tồn tại trong một thời gian ngắn. Như Anna Kubushina đã nói, các loài vi sinh vật là các dạng sống ổn định hơn rất nhiều. Các loài vi sinh vật đã ở đây lâu hơn nhiều so với chúng ta, và chúng sẽ tồn tại còn lâu hơn nữa. Khả năng chống chịu với hoàn cảnh của chúng cao hơn nhiều. Đến một lúc nào đó, điều kiện tự nhiên trên trái đất sẽ trở nên khắc nghiệt. Đó là lý do chúng tôi đi tìm kiếm sự sống ngoài trái đất. Chúng tôi không chú trọng vào các loài lớn, mà chỉ tập trung vào các loài nhỏ bé. Nếu có một ngày, các nhà thiên văn học phát hiện ra sự sống ngoài trái đất, có nhiều khả năng sẽ có dạng vi sinh vật. Nhưng dù có được sự hỗ trợ của những kính thiên văn hiện đại, cuộc tìm kiếm một hành tinh có sự sống nằm ngoài trái đất cũng không hề đơn giản. Ngôi sao trung tâm sẽ phải là một sao vàng như mặt trời của chúng ta, nhưng chỉ có 5% các ngôi sao đáp ứng được yêu cầu này. Hơn nữa, hành tinh có sự sống cần một hành tinh cỡ lớn nằm cách xa nó để bắt lấy các thiên thạch nguy hiểm giống như sao Mộc của ta vậy. Điều kiện tiếp theo là khoảng cách lý tưởng so với ngôi sao trung tâm. Nằm quá xa thì nhiệt độ sẽ quá thấp giống như sao Hỏa. Nhưng nếu nằm quá gần thì nó sẽ quá nóng giống như trên sao Kim. Nằm chính giữa sẽ là lý tưởng nhất. Tiếp đó, trái đất thứ hai này sẽ cần một mặt trăng để ổn định trục quay của nó, và từ đó sẽ làm khí hậu được ổn định. Hành tinh này cũng cần có từ trường, đại dương và cả lục địa. Dĩ nhiên là cần một khí quyển không độc hại với một tầng ozone. Nghĩa là giống hệt trái đất. Một trường hợp cực kỳ đặc biệt, dù ngoài vũ trụ có vô vàn các thiên thể. Các điều kiện tiên quyết có quá nhiều khiến việc tìm kiếm các hành tinh có điều kiện như trái đất là quá khó khăn. Các nhà nghiên cứu như Michel Stasik biết rõ điều này, nhưng đồng thời đó cũng là một động lực lớn với họ. Chúng ta phải nhớ là chỉ trong thiên hà của chúng ta thôi đã có đến hàng trăm tỷ ngôi sao. Và vũ trụ này chắc cũng có đến ngần đó thiên hà. Vậy là có một lượng lớn không hình dung ra nổi các khả năng có thể tìm thấy các hệ hành tinh với điều kiện tương tự như trên trái đất.
Tôi tin rằng khả năng các hành tinh như vậy tồn tại là khá cao và rằng chúng có thể được tìm ra. Tôi cũng tin rằng có các dạng sự sống tồn tại trên các hành tinh đó. Tại sao các dạng sống trên trái đất lại phải là độc nhất trong vũ trụ này? Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng không có nhiều khả năng có sự sống bậc cao tồn tại ngoài khoảng không vũ trụ. Không nhiều khả năng, chứ không phải là không có. Trái đất